Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 8 tháng 12 năm 2022, tức ngày 15 tháng 11 âm lịch, ngày Ất Mùi, cụ thể như sau. Trực, nguy, xấu mọi việc, tuổi xung ngày, Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. Tuổi hợp trong ngày, ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc cục. Giờ hoàng đạo, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Tây Bắc, hướng Đông Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi thuận lợi hơn người trong ngày thứ 5 này sẽ là tuổi Thìn, tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 8 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Cục diện Tý Mùi tương hại khiến con giáp tuổi Tý khó có suy nghĩ thông suốt. Sự thay đổi đang diễn ra trong ngày hôm nay đang khiến cảm xúc của bạn trở nên khá căng thẳng. Một vài áp lực vô hình đang âm thầm bào mòn tinh thần của bạn. Thiên ấn dự báo một ngày khá thuận lợi cho con giáp tuổi Tý, có thể bắt tay hành động. Bạn nên dành thời gian để suy nghĩ về những dự định sắp tới, vì những gì bạn khởi xướng bây giờ sẽ đem lại nhiều kết quả tốt trong tương lai. Thổ thủy xung khắc chỉ ra rằng khía cạnh tiền bạc của bạn có nhiều vấn đề đáng ngại, không nên quá ham tiền mà xem nhẹ tính thực tế khi đầu tư lớn, coi chừng bị lừa. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, có ý tưởng thôi chưa đủ, bạn phải quyết liệt hơn trong hành động. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, việc của bạn là tập trung cho hiện tại. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, sức khỏe của người thân trong gia đình khiến bạn cảm thấy lo lắng và mệt mỏi. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, không ai dự đoán được điều gì, đừng vội nói lời khẳng định. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, càng níu kéo quá khứ, bạn chỉ càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Con số may mắn, 6, 7, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, trắng, đỏ, quý nhân phù trợ, Tỵ, Ngọ. Tử vi tuổi Sửu, sự xuất hiện của tương xung khiến con giáp tuổi Sửu lúng túng khi xử lý vấn đề. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Sự xoay vần là trạng thái bình thường của đời sống bạn phải đón nhận. Hãy sống thực tế hơn, mạnh mẽ hơn và đừng quan tâm quá nhiều đến những lời đánh giá bên ngoài. Khi bạn hiểu mình là ai, mọi việc sẽ tốt. Lời khuyên cho bạn trong tuần này là đừng dễ dàng đánh đổi những giá trị bạn đang có, lấy niềm vui trước mắt. Những thay đổi cần thiết trong thời gian qua đã giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được thêm tiền bạc, nhất là khi có thiên tài ghé thăm, mang lại những lợi thế cho bản mệnh. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, nếu có chút tiền trong tay cũng tránh việc tỏ ra kiêu ngạo, sẽ có người ghen ghét làm hại. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, chỗ tài khéo léo của mình sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, mộng mơ là cần thiết nhưng cái gì quá cũng không tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, những mong muốn của bạn khác xa với thực tế. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, những khó khăn dần hóa thành nhỏ bé hơn. Con số may mắn, 1, 5, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng, quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Dần. Theo dõi tử vi hàng ngày, kiếp tài nhắc nhở tuổi Dần đừng mong chờ vào ai đó quá mức. Các quan hệ giữa cá nhân có thể gây rắc rối cho bạn, gây ra những tranh chấp, vướng mắc không cần thiết. Những ngày cuối năm có thể khiến bạn trở nên hoài niệm và hướng nội hơn ngày thường. Do đó, điều cần thiết cho bạn ở thời điểm này chính là loại bỏ những ký ức không vui trong thời gian qua và chuẩn bị tinh thần để đón một năm mới sắp đến. Thời gian này, bạn nên tập trung nhiều vào bản thân và những người bạn yêu thương, lên kế hoạch ăn trưa cùng nhau, gặp gỡ bạn bè, người thân, giúp tinh thần vui vẻ. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, nên thận trọng với vấn đề liên quan tới tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, nhận được tín hiệu đáng mừng trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, nên thận trọng trong việc chọn người để hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, hãy tìm sự an vui trong những điều thật nhỏ bé. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim,
một lời nhận xét tiêu cực có thể khiến người khác buồn phiền. Cẩn thận với những gì mình nói ra. Con số may mắn 4, 3, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, tím, trắng, quý nhân phù trợ, thìn, mão. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chủ thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Mão. Tam hợp xuất hiện cho thấy, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mão thời điểm cuối năm có nhiều tín hiệu khởi sắc. Các cặp đôi có thể cùng nhau thực hiện các kế hoạch du lịch để tạo thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tỷ kiên xuất hiện là lúc con giáp tuổi Mão cần đánh giá lại vấn đề. Điều này có thể mang đến cho bạn cơ hội thông qua các trải nghiệm, thử thách sức chịu đựng và khả năng vươn lên của bạn. Hãy dành thời gian cho trẻ nhỏ vì chúng mang tới cho bạn liệu pháp tinh thần hữu hiệu. Tuy nhiên, đừng quên cuộc sống của chính mình, những ý tưởng và mong đợi bạn luôn khát khao thực hiện. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, hạnh phúc khi được làm việc mình thích và được mọi người ghi nhận công lao. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, đừng để ai đó lấn át bạn quá. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, tính toán lại kế hoạch tài chính rồi bạn sẽ tìm ra hướng đi phù hợp cho mình. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, không nên to tiếng trong lúc tức giận, hãy kiểm soát lại cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, nếu có yêu cầu gì hãy nói một cách rõ ràng. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, quyết định liên quan tới tiền bạc khá sáng suốt khi con giáp tuổi Thìn có chính tài nâng đỡ. Người làm kinh doanh gặp may mắn, có thể đi đúng hướng, mở rộng địa bàn, đạt được kết quả tốt trong công việc. Cần phải học cách kiên định hơn trong việc đưa ra quyết định của mình. Một vài suy nghĩ lười biếng sẽ xuất hiện thoáng qua. Do đó, điều bạn cần làm chính là kiên nhẫn củng cố lại tinh thần và ý chí. Những gì bạn ăn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bạn, do đó nên quan tâm tới chất lượng của thực phẩm, không nên mua những loại thực phẩm kém giá trị dinh dưỡng. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, hãy tận dụng thời gian cho việc có ích. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, nên tiết kiệm tiền bạc, tránh lãng phí. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, muốn người khác hiểu chớ nên nói dông dài quá mức. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, nên tránh xa những chuyện thị phi, nếu không người khác sẽ đánh giá sai về bạn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy giúp đỡ người khác trong khả năng có thể. Con số may mắn 7, 2, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ, Mão, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi hôm nay, cục diện Tỵ Mùi Tam Hội hỗ trợ hơn cho bản mệnh ở khía cạnh tinh thần. Có thể ai đó tỏ ra thấu hiểu và chia sẻ bên con giáp tuổi Tỵ, cảm thấy được an ủi phần nào. Như thế mà bạn sẽ sớm lấy lại được sự bình tĩnh và trở nên mạnh mẽ hơn. Ảnh hưởng của thiên quan có vẻ như là điều khó chịu đối với con giáp tuổi Tỵ. Nghịch cảnh có thể khiến cảm xúc của bạn trở nên bốc đồng. Bạn cần kiểm soát mình thay vì bộc lộ những phản ứng thái quá và mất kiểm soát. Sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này không thực sự lý tưởng. Đây cũng là thời gian bạn có thể gặp các vấn đề về máu, chấn thương, mụn nhọt, huyết áp hoặc mất ngủ. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, đừng suy nghĩ quá nhiều về những người khác nhận xét về mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, tránh việc đưa ra quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, tình cảm trải qua những thâm trầm cũng là để hiểu nhau rõ hơn mà thôi. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, làm gì cũng cho người khác một đường lui. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, mọi việc đi theo kế hoạch đã định. Con số may mắn 6, 3, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường tím, trắng, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Ngọ Mùi hợp nhật nguyệt cung cấp cho bạn nguồn năng lượng cần thiết để vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng, đồng thời khám phá ra sức mạnh của bản thân, điều bạn đã cần từ lâu. Thực thần mang tới những tin vui trong ngày để con giáp tuổi Ngọ cảm thấy tự tin hơn. Hãy lưu tâm đến những cơ hội đang có và đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình. Bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khẳng định và tán dương của mọi người nhờ sự thân thiện và chu đáo của mình. Nên lưu tâm đến sức khỏe trong thời gian này. Nhất là khi thời tiết lạnh hơn, việc giữ ấm cơ thể là rất quan trọng. Hãy đi bộ, xe đạp để tăng cường thể chất. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, hãy tỉnh táo trong nhận định, đừng để bị lợi dụng. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy,
tính toán kỹ thế nào cũng có xác suất không mong muốn xảy ra. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, hãy đánh giá lại tình hình. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, đôi khi cần biết nói không. Sự cả nể sẽ chỉ làm hại bạn mà thôi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, người ta thường không xem trọng những gì miễn phí, vì thế đừng suy nghĩ một chiều. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, vàng, quý nhân phù trợ Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, thiên tài giúp con giáp tuổi Mùi biết mình để tiền vào đâu để sinh lợi nhiều nhất có thể. Kế hoạch tiết kiệm trước đây đã hậu thuẫn cho bạn rất nhiều trong thời gian này. Về phương diện công việc, có vẻ cấp trên đang cân nhắc bạn cho một vị trí mới sau những thành tựu bạn đã đạt được. Thái độ của đồng nghiệp có nhiều thay đổi tích cực. Khi bạn gặp khó khăn, họ sẽ chủ động ra tay giúp đỡ. Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều giản dị, vì thế hãy trân trọng nó. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là những ngày căng thẳng, ồn ào, phải không nào? Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, hãy kiên nhẫn giải thích, nhất là khi bạn cần sự hỗ trợ một cách chính xác. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, tính toán lại kế hoạch của mình một cách rõ ràng, khiến bạn hiểu bước đi tiếp theo. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, sàng lọc lại thông tin một cách cẩn thận, vì không phải những gì bạn tiếp nhận cũng phù hợp. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, tránh tâm lý rằng mình cái gì cũng biết, như thế chẳng có lợi cho vị thế của bạn lúc này. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, hãy chấp nhận sự thay đổi trong cuộc sống là chuyện đương nhiên. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, chính quan mang lại những lợi thế mới cho con giáp tuổi Thân. Đây cũng là lúc để bạn làm mới mình sau khoảng thời gian đi vào vết xe đổ của những sai lầm đã qua. Những lời động viên, khen ngợi kịp thời đã mang đến cho sức mạnh, sự quyết tâm để làm những việc quan trọng. Nếu bạn muốn cải thiện vị trí của mình thì đây là thời điểm hoàn hảo. Tuy nhiên, lời khuyên cho bạn ngày hôm nay đó là đừng làm việc quá sức, hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi và chữa lành cũng như xua tan tiêu cực bấy lâu. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, không phải ai cũng sẵn lòng giúp đỡ bạn, hãy cảm ơn những người đối xử tốt với mình. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, thái độ chắc chắn của bạn khiến người khác cảm thấy tin tưởng. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, đừng so sánh bản thân với bất cứ ai. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, đừng dùng thái độ chỉ trích để đưa ra lời khuyên. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nhận được tín hiệu tốt liên quan tới sức khỏe, mang lại cho bạn một ngày vui trọn vẹn. Con số may mắn 0, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc, ánh kim, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thiên quan cho thấy con giáp tuổi Dậu đang cố tìm cách để thoát khỏi sự ràng buộc của môi trường. Tuy nhiên, bạn vẫn phải đối mặt với những thử thách thực tế, những lựa chọn liên quan đến cuộc sống, môi trường nghề nghiệp. Duy trì một thái độ lý trí, học cách chấp nhận mọi thứ khi chúng không ưng ý là giải pháp giúp bạn hạnh phúc hơn. Tốt hơn hết, bạn nên gạt bỏ cảm xúc sợ hãi, hít một hơi thật sâu và dũng cảm thể hiện bản thân nhiều hơn. Hôm nay, việc chi tiêu thiếu tính toán, đổ tiền vào những thứ vô bổ sẽ làm gián đoạn tình hình tài chính của bạn. Tương lai còn khá nhiều khó khăn phía trước, do đó bạn cần phải để dành một phần tiền cho việc tiết kiệm nữa nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, không nên đi theo vết xe đổ của người khác, hãy biết rút kinh nghiệm cho bản thân. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, sự quan tâm thái quá có thể khiến người khác khó chịu, hãy điều chỉnh lại thái độ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, hãy tỉnh táo hơn trong việc đánh giá tình hình, nhất là khi bạn nghe thông tin tiêu cực. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, đừng quá phung phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, có những điều bạn xem là bình thường nhưng lại quý giá đối với người khác. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, Mùi Tuất tương phá khiến con giáp tuổi Tuất phải đối mặt với những kết quả không vui vì quyết định sai. Thế nhưng đây cũng là cơ hội để sửa sai, giúp bạn nhìn lại những điểm yếu và điểm mạnh của mình, từ đó phát huy năng lực. Chính tài mang lại khoản tiền mà con giáp tuổi Tuất đang cần. Những ý tưởng kinh doanh cá nhân cũng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, nên bạn hãy chuẩn bị sẵn tâm thế để nắm bắt những cơ hội sắp tới nhé.
bạn phải tránh xa cám dỗ nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc. Bạn cần phải đảm bảo rằng cả hai phía không có một hình bóng nào khác nếu bạn muốn hôn nhân tốt đẹp. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, chớ xem thường bất cứ ai, bạn không hoàn toàn xuất sắc hơn ai cả. Tử vi tuổi Bính Tuất, thủ, khiêm tốn mới khiến người ta tôn trọng bạn hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, học cách không nhận xét người khác khi họ vắng mặt, nếu không sứt mẻ tình cảm. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, tiền bạc mang lại sức mạnh cho bạn ở hiện tại. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, truyền đạt thông tin rõ ràng, hãy nói chậm rãi và không nói nhiều. Con số may mắn 7, 3, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, ngọ, mùi. Tử vi tuổi Hợi, tam hợp mang lại ngày hạnh phúc mà các cặp đôi tuổi Hợi mong chờ từ lâu. Ai còn độc thân có thể tận dụng khoảng thời gian này để suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng của bản thân. Hãy đặt ra một vài tiêu chí để tìm kiếm đối tượng phù hợp cho bản thân thì cơ hội thành công cũng rất cao. Chính ấn mang lại cho con giáp tuổi Hợi thái độ vững vàng, quyết liệt hơn. Hãy cư xử khôn ngoan, giải quyết công việc theo hướng tích cực, bất kể tình huống nào. Để chữa bệnh một cách triệt để thì bạn phải nghiêm túc thực hiện những quy định nghiêm ngặt, ít nhất là nên uống thuốc đúng thời gian quy định, không nên quên khiến việc này không đạt được hiệu quả như mong muốn. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, cẩn thận kẻo bạn đưa ra những thông điệp gây nhầm lẫn, những thứ xa thực tế. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, bạn phải thực sự thay đổi từ bên trong mới tạo ra thay đổi bên ngoài. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, cuộc sống đã tốt hơn trước, nhưng cũng đừng thế mà chủ quan, không có biện pháp đề phòng. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, những thông tin bạn nghe khiến bạn vui và cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, hãy tin tưởng vì những ngày khó khăn sẽ qua đi sớm thôi. Con số may mắn 8, 4, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, trắng, đen, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dần. Đánh giá tử vi ngày 8 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Ngọ, Thìn. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Dậu, Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!